Đây bà Tư Chiến hôm nay trở lại video. Chiều tối hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2023, bò trực tiếp xuống trại em gồm có ba bê khá đông. Mời cô chú anh chị gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem tham khảo, xem xét chuẩn chốt bò em xe nhà xếp tận nơi cho anh chị ha. Và trực tiếp xuống một xe bò ba bê, bò chuẩn bị xuống trại. Anh chị có thời gian đến với trại, còn anh chị không điều kiện ở chỗ xa thì anh chị nhắc máy gọi đến số Zalo của trại em là 0351 687 67, trại bò Tư Chiến. Rồi ngày mai sáng mai tiếp tục em về một xe nữa gồm có ba bê. Thank you.